Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 22,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Với các thị trường lớn như là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, vân vân, riêng về nông sản, Việt Nam vẫn đang có cơ hội đứng trong top 5 các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới. Đây là những thông tin được Cục xúc tiến thương mại đưa ra tại hội thảo xúc tiến thương mại nông sản thực phẩm sang EU và Nhật Bản do Cục tổ chức mới đây tại hội thảo cùng với việc cung cấp thông tin cập nhật chính sách mới, cách thức tiếp cận thị trường, trao đổi kinh nghiệm cũng như là tìm kiếm cơ hội xuất khẩu bền vững nông sản thực phẩm sang thị trường EU và Nhật Bản. Cục xúc tiến thương mại còn cho biết, với hạn chế về năng lực chế biến sâu, chưa phát triển mạnh về thương hiệu nên xuất khẩu nông sản thực phẩm vào EU và Nhật Bản chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó những cảnh báo về thẻ vàng trong thủy sản Khai thác dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, quy định mới về tiêu chuẩn chất lượng đối với hồ tiêu, cà phê, gia vị, vân vân là những thông tin hữu ích mà các doanh nghiệp cần cập nhật để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn khắt khe của hai thị trường quan trọng này.